Bạn muốn làm giàu? Lấy ngay Saber 88.me, hệ thống chẵn lẻ Momo uy tín thanh toán tự động 5 giây, đắt 1 ăn 2,5, tỷ lệ ăn cao nhất thị trường. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu và con sâu, chào 500 anh em quay trở lại cùng em Meily trong series bình luận PK lên Saber. Và đây là Catalog đến từ Saber cuối quy anh em nhá. Chúng ta cùng đến với chế độ hình như cũng là 100% độc chiêu thì phải. Đúng rồi, nó chính xác là chế độ 100% độc chiêu giống như ở bên server US. Vậy là hai server này tuần này đều có chế độ 100% độc chiêu anh em nhá. Đừng quên 3 khung giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Nghe xem có loa rồi nhỉ. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì like, subscribe kênh đầu và YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Để xem nào. Chiến thôi nhỉ. Game đấu đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng đến với đối thủ đầu tiên. Google sẽ vào 640. Lấy ra siêu đi nha. Ưu tiên tanh một tí. Cheat. Chế độ độc chiêu. Đấy. Phải nhớ là chế độ độc chiêu ấy nhá, xong rồi tí quên. Nhớ chế độ độc chiêu đấy nghe mà không tí lên nhê xong lại quên mất, bỏ qua vẻ single closer các kiểu này. Bỏ qua với con hút nộ. Đúng không? Wow, cũng khỏe rồi. Cho nó gọi dạng không nữa. Ôi. Chết rồi, Robert nó ngắm vào mặt mày thì mày chạy đi đâu. Ôi, cái tướng kia nó vừa chém rồi mà sao nó vẫn còn chém được nữa vậy? Cái tưởng nó vừa chém rồi mà nhở? Nó vẫn chém được nữa cơ. Kinh nhờ. Rồi Saki nhẹ mất rồi. Và rồi. Thua rồi anh em ơi. Robert không lên trí à? Bên kia có giảm công rồi. Kia có giảm công một cụ và sao robot đã mãi chết thằng nào. À đủ rồi, thế là đu đu rồi anh em. Thế là đu đu game đấu đầu tiên. Chúng ta cùng đến với game đấu tiếp theo nào. Game đấu tiếp theo, Iori của Saber 231, Dâu, Rasio, Thổ. Ôi dùn hò này anh em, độc chiêu anh ạ, nên nhớ tôi nhắc lại anh em. Ôi ôi, chế độ độc chiêu anh em ạ. Tôi nhắc lại cho anh em nhớ đây là chế độ độc chiêu. Ui chàng béo à, Mia. Chàng béo của Mia à. Đấy, nhưng mà Hen sẽ chém bù lại được anh em. Hen chém bù lại được. Ôi ôi, cái gì vậy? Nó chém tới đi thằng Trang nào sống được. Chém tới đi thằng Trang nào sống được. Mẹ mày đính ra chỗ khác ngay còn kịp. Đính ra chỗ khác ngay còn kịp. Không muốn chết thì đính ra chỗ khác. Không muốn chết thì đứng ra chỗ khác. Chém thế thì chịu rồi. Chém thế thì chịu rồi anh ơi. Anh ơi ơi, anh ơi, anh ơi. Chém thế thì chịu rồi. Trang này có gì duy nhất một lần hồi sinh ấy, đúng rồi. Nhà là cái ai có chịu nhà này. Chém qua anh em ạ, đúng không? Chém thế thì bố tôi cũng chịu rồi. Sống sao nổi anh em. Em muốn anh sống sao này. Thế thì sống sao này. Chém thế thì sống kiểu dè. Lại vẫn một chém nữa à. Ui dồi ôi, chém thế thì sống. Đi sống kiểu thế. Chém thế thì sống thế nào được. Ai cho con đường sống nữa. Quyết luôn rồi. Đến từ thanh niên rất quyết đoán Iori của Saber 231. Một thanh niên cực kỳ quyết đoán, đúng không? Sau khi ăn 2 cú chém đến từ vị trí của Hen, vai phải nằm xuống thì thanh niên đó đã quýt luôn rồi. Cảm giác không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Hinato sẽ được lựa chọn. Mặc dù em chỉ mạnh ở khả năng tuyệt kỹ với cú double choáng của bản thân mình, nhưng tôi vẫn lựa chọn em. Mr. Big thì các bạn Init lấy sang tiếng rùa. Iori dị á. Iori dị không cho nó cơ hội để thở ngay nữa. 214 mang hết vào đây này là khổ nhỉ. Kèo này cũng đủ được. Khi lại nhủ được. Chỉ mất thật á. I love you. vô không nên lộ rồi. Ê, à, sự cày nhà Kyo không lên được nổi. Nổi là chịu rồi. Con nào hay con đấy thôi nha. Mọi người con nào hay con đấy gọi. Thật nó rất rồi. Mất rồi anh em ơi. Mất rồi. Cùng đến với game đấu tiếp theo nào. Chúng ta đã phải nằm số cho game đấu vừa rồi. Credit của xe vào bao nhiêu đó chưa kịp nhìn đây này. Bao đi karate đầu cặp long hổ nhỉ, đầu lắm không được trải nghiệm. Đấy, chúng ta không có cặp đôi long hổ nhưng mà biết đâu được à, cũng không là ngu vứt cặp long hổ thấy không anh em. Có long hổ nhưng mà hai anh em mỗi người một nơi rồi, chả thằng ngáo ngơ là lại vứt cặp long hổ cùng một chỗ rồi nhỉ. Mình sẽ có slot ở đây. Ôi ôi, Google ơi. Kìa, Google kìa. Của nhà anh tất đấy. Trời ơi. Ôi ôi, đéo này đánh đau thế nhỉ. Đâu thứ mẹ vậy. Hai ba con phấn nộ. Trời ơi, dừng nổi trí giờ này à. Nổi trí giờ này à. Giết em đi à. Xem nào, nó không đủ đam sốc mình nữa. Để mây chờ nó bút, trừ khi mây chờ là mình bắt chết con. Đó, cái này nó không sốc mình nữa. Ngôi nhà này nó chưa sốc được mình nữa. Rồi, win thôi anh em. Hôm nay không win nữa thì kèo gì win được anh em. Mà Google vào mặt nó phân một thằng rồi. Tí hoàng anh em ạ. Không phải cả người chơi hệ tí hoàng ạ. Vãi cả người chơi hệ bí ẩn. Ôi ôi, đừng nói Google lao ở đây. Ôi ôi, mày khôn đấy Google. Ơ kìa. Ơ tôi đã sai điều gì? Ơ kìa tôi ơi, tôi đã sai điều gì? Tôi có làm sai điều gì đâu, tất cả nó vẫn đúng kế hoạch mà. Tôi có sai ở đâu vậy? Tại sao, tại sao, tại sao? Ôi giời ơi, tại sao lại thế? Tại vì sao lại thế? Sao không thế này mà lại là thế kia? Đến với game đấu tiếp theo thôi anh em ơi. Athena của server 621. Trang béo được lựa chọn. Ngươi được chọn trang béo Wit Athena đấy các bạn. Ui Athena đấy đi các bạn. Hai Athena à? Oh, Versailles ở hai Athena. Thiếu con Athena, thiếu mấy con Athena rồi. Làm tí ngầu ngầu đến đầu cùng nhau chi thỏa cái chứ không ổn lắm đấy à. Ôi ôi, đốt thế này thì thảo ngon. Mấy là hồ, mấy là hồ. Sao nó không hút chân lửa cho bọn đội này nhỉ? Ôi trời ơi, mấy là hồ. Thế thì hẹo rồi. Mấy là hồ. À thực ra là có này anh ạ. Mỗi chàng mỗi lần chỉ hút được cho một con đấy anh em kìa. Đúng không? Mỗi lần chỉ hút được cho một con thôi. Đây cũng là lần đầu tiên mình được cầm chiến thần Athena đúng không? Ở bên này gọi là Gundep Athena, còn ở bên Nhật thì gọi là Athena NPC. Nó là một cái viết tắt rồi. Ôi lại giải ra à? Lại có nộ à? Đi tao đang này ném bên này. Quên mất con Meily này không phải con Meily của Taiwan anh em ạ. Quả sao từ nãy giờ không thấy lên số đâu. Con này Meily tư chất thấp anh em. Con Meily tư chất thấp, trời ạ. Từ nãy giờ không thấy lên số đâu nhờ. Cái số má gì đang đánh mùi máu kìa, bịp vào. Mày là sao? Đối thủ lại không chịu nổi áp lực rồi. Và đó là Athena, chiến thần Athena. Chúng ta có thể gọi luôn tắt của cả hai tên của hai server vào gọi là chiến thần Athena NPC đúng không? Đấy, hợp lý không? Ok, là clip này mình cũng xin phép được tạm dừng lại rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. See you again.